về bắt ở đâu rồi? Ở Thái Nguyên này thì cái con trắng kia là khác tổ. Đây là loan à? Chim loan này. Đây đẹp hơn con này à? Hơn nuôi con. Em không có thời gian. Có thời gian thì mua ngay. Có sáng mua thì lấy cái này phải miếng có đã, phải nước này không phải chân nhiều mà không phải nước thôi. Cho nước nó chẳng uống. Cái con dê con này gọi là loan này, còn cái kia là phượng. Con này con phượng, con này là loan, con này con tím. Nhưng mà nó có phải cùng một loài không? Không. Phải thì cùng, nhưng mà con kia là gọi là con loan, con này là con phượng, con này là con tím.